Bà muốn ăn là phải làm mới ăn được chứ. Bây giờ bà không làm được phải đi ăn xin. Nhìn cái mặt bà kìa. Nè, 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 phải bôi lên treo cho cháu má lên mặt nè. Nhìn nó khổ lên, nhìn nó khổ lên. Người ta mới cho tiền bà. Tóc tai đàng hoàng vậy làm sao mà đi đi ăn xin nữa. Bà muốn nhận chết đói hả? Một mình tôi không làm được rồi. Bà phải đi làm tôi có tiền ăn chứ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài chỗ ngoài chợ đông đúc á, ngồi ngay chỗ nắng nhất, làm cái bạc ghê nè, người ta mới cho tiền mà. Bà hiểu không? Bà ghê làm gì? Nhưng mà đói quá à. Còn cho má ăn gì đi, má mới có sức má mới đi xin được chứ con. Bà phải càng đói càng tội nghiệp thì người ta mới cho tiền mà. Bà đói lắm hả? Thèm ăn lắm hả? Thèm ăn lắm không? Thèm ăn cái gì? Nè. Thèm ăn hả? Bà không kiếm được tiền đừng có ăn cái gì hết, hiểu không? Bà phải đói lên. Bà mới xin người ta mới hiệu quả, hiểu chưa? Đi ra ngoài chợ ha. Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Miễn sao đem về cho tôi 1 triệu thì lúc đó mới được ăn, biết không? Đi đây! Má biết rồi. 1 triệu không có đừng có về nhà này. Nhà cô đây hả cô? Cô vô đi coi. Ủa, sao vậy cô? Cái anh này làm gì phun tùm lum vậy? Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Sao vậy cô? Cô ơi, cô ơi, cho tôi 1 triệu đi. Cho tôi 1 triệu đi cô. Má! Đưa 1 triệu đi về làm gì? Bà đi nha. Bà đi mang cái đồng hồ chứ 1 triệu. Nè, cái anh kia, anh có phải là con của cô không vậy? Cô đi nắng no ở ngoài đường, cô xỉu ở ngoài đường đó. Hên là có tôi với em tôi thấy nè, mới đưa về đây. Mà anh nói cái gì? Anh kêu cổ đi xin cho anh 1 triệu đó hả? Tao không có kêu bả đi xin, tao bắt bả đi xin. Cái anh này, mày la vậy? Hai đứa mày la vô đây làm gì? Liên quan tới tụi mày? Đúng, không có liên quan gì tới chị em tôi hết á. Nhưng mà chị em tôi thấy cô xỉu ở ngoài đường rồi mới đưa cô về đây á. Anh làm con á, mà sao anh khốn nạn quá vậy? Bả hiểu liên quan tụi mày, có chịu đưa tao được. Cô ơi cô chọn tôi 1 triệu đi cô. Cô cho tôi 1 triệu đi. Cô bình tĩnh lại đi cô. Hôm nay bà gan quá ha. Bà dắt người vậy bắt tôi hả? Bắt ai vậy dắt tôi hả? Không có. Tao sợ quá. Bắt tao đi. Anh khỏi có thách tôi. Bà già, hôm nay tôi không giết bà chết luôn. Anh làm cái gì? Đi ra! Đi ra! Ngước mặt lại. Nè, tao ghét nhất là cái thứ bất hiếu nha mày. Mẹ là Phật sống trong nhà nghe chưa? Mày thương yêu. Tha cho em anh ơi. Đừng đánh con tôi. Tha cho mày. Thôi. Bác gái sinh ra mày, mang nặng đẻ đau, nuôi mày, cho mày ăn học, rồi có nhà có cửa. Xong á, bác gái già, rồi bây giờ mày bắt bả ra được ăn xin. Mày thấy không, mày bị đánh thôi, mày đau 1, nhưng mà bác gái đau tới 10. Cha mẹ còn sống trong gia đình là Phật sống nha chưa. Từ nay về sau mà tao mà thấy mày bắt gái đi ăn xin nữa, thì lúc đó mày có trách tao. Nó biết lỗi rồi, đừng đánh nó nữa.